Anh chị, đây là con đường DT312 anh chị nhé, 312. Thì vừa nãy mình chú có giới thiệu anh chị cái quỹ đất là 115 hết là ở trong đó đó. Thì bây giờ mình sẽ ra ngoài cái đường DT512 này, A312 này để quay vào vườn cho anh chị xem. Thì trước mặt của chúng ta là có một cái chỗ người ta thu mua mủ và tiệm tạp hóa này anh chị. Đây là dân cư người ta sống xung quanh hai mặt đường này anh chị nhé. Đó, sống xung quanh hai mặt đường này anh chị nhé. Đây, chúng ta ra, đây là chúng ta ra được quốc lộ 14 này. Thành phố Đồng Xoài là về thành phố Hồ Chí Minh là đi đường này anh chị nhá. Rồi, anh chị có thể sang tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Đồng Nai anh chị đi đường này nhá. Đó. Thì bây giờ mình sẽ quay từ ngoài đường DT312 vào đất cho anh chị xem nhá. Bây giờ mời anh chị, xin mời anh chị. Rồi, từ đây vào đất của chúng ta đâu đó khoảng 50 mét thôi. Đó, đâu đó khoảng 50 mét anh chị nhá. Ô tô vào tận đất nhá. Cái diện tích của nó thì là 115 hecta. Còn giá bán của nó là chỉ có 550 trên 1 hectare thôi anh chị nhá. Đất đỏ ba gian, sổ hồng công ty anh chị nhá. Đó, đây là đất của chúng ta nhá. Đất của chúng ta bắt đầu từ đây nhá. Tôi khoảng, nó khoảng 2 cây mặt đường á. Thì bây giờ tôi sẽ nhờ cái anh đồng nghiệp của tôi chạy xe để quay dọc cái mặt đường này cho anh chị xem. Đó, đây là cao su của chúng ta. Cao su này chúng ta cạo đang được năm thứ 3 anh chị nhá. Năm thứ 3. Đúng rồi, năm thứ 3 anh chị nhá. Đó. Chị thấy không ạ? Cao su rất đều nhá. Đây là mặt đường của chúng ta, mặt đường này của nhà nước nhá, chứ không phải là của vườn mình nhá. Vì trong này là rất là nhiều hộ dân đang sinh sống ở trong này nữa, chứ không phải là đất nông nghiệp không nhá. Đó, còn nhiều hộ dân ở trong sinh sống ở trong này. Thì từ đất của chúng ta ra quốc lộ 14 đâu đó khoảng 25 cây, cách điện ba pha khoảng 15 cây anh chị nhá. Còn điện dân dụng thì ngay đầu đất rồi. Đó, nhà dân thì xung quanh. Đó. Với cái giá bán là 550 thì tôi thấy là phù hợp anh chị nhá. Vì đất nó ngay đường DT312. Đó. Chưa hết đất anh chị nhá. Đi từ vườn đấy là chưa hết đất rồi đó. Ồ, tôi nghĩ là cái đất này phải hơn 2 cây chứ không phải là không phải là 2 cây nữa, cái mặt đường này cơ. Cứ bên tay trái của chúng ta là đất mình nhá. Đó, là đất mình. Đất đấy rất là tốt. Nếu anh chị nào đi thì cái đường này thì mình tuy nhiên mình đi xe gầm sắt vẫn được anh chị nhá. Còn tốt hơn thì anh chị đi lên đi mấy chiếc ô tô bán tải mình đi vào đường này thì sẽ tiện hơn. Đó. Sắp sửa kết thúc đất của chúng ta là hơn 2 cây số anh chị ạ. Xe của chúng tôi báo là 2 cây rưỡi rồi. 2 cây rưỡi mặt đường rồi. Hơi rung. Rồi, chắc là tôi sẽ kết thúc video ở đây vì cái đường này còn dài lắm. Thì nó đâu đó khoảng 2 đến 3 cây số mặt đường anh chị nhá. Thì anh chị nào quan tâm thì liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0918 645 130 anh chị nhá. Tôi nhắc lại nhá. Vị trí là Lam Sơn, Bù Đăng, Bình Phước. Còn cái giá bán là 550 triệu trên 1 hecta. Diện tích là 115 hecta nhá anh chị nhá. Rồi, cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ đăng ký kênh của công ty đầu tư phát triển CVT Land để nhận được những video mới từ chúng tôi nhá. Xin cảm ơn.